Xin chào các bạn và các em đã đến với chương trình Lan BBQ TV. Các bạn có bao giờ cảm thấy mình ở gần một số người mà mình không hiểu vì sao cuộc đời của mình không thăng tiến được, hoặc là khi ở gần họ mình cảm thấy mình bãi hoại, mình mất năng lượng, mình không tiến bộ được, mình bị trầm cảm, mình bị năng lượng tiêu cực, nói chung rất là nhiều thứ mà không hiểu vì sao? Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn để các bạn định vị ra được một số những người tôi có thể tạm gọi cái từ là toxic, tức là mang cái tính độc hại, cái năng lượng độc hại đến cho chúng ta. Bởi vì cuộc sống nó quá là ngắn ngủi các bạn, chúng ta cần phải có năng lượng tích cực để chúng ta được tăng trưởng, chúng ta phát triển, chúng ta thành công và chúng ta cống hiến và trao tặng lại cho người khác, cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một số cái điều tôi gọi là những cái con người mang tính độc hại. Hoặc nếu như các bạn khi nghe video này mà thấy rằng là mình đâu đó có những cái tính độc hại đó, thì mình cũng nên học hỏi cái cách mà mình loại trừ, mình bỏ đi, để mình đừng có độc hại với chính bản thân mình, cũng như là mình lan truyền cái độc hại đó đến với người khác. Thì riêng cái video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tìm ra những cái điều độc hại ở mỗi người như thế nào. Tuy nhìn nghe qua cảm thấy nó không độc hại, không có gì, nhưng thật ra những điều đó, những hành vi đó, những suy nghĩ đó nó rất là độc hại. Nó dẫn đến chúng ta không làm việc được và không hạnh phúc và không đạt được những cái điều mình mong muốn trong cuộc sống. Cho nên các bạn hãy tìm hiểu, vậy những người độc hại đó, những cái cách suy nghĩ độc hại đó là gì? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Và nếu các bạn yêu thích video này, các bạn có thể đăng ký vào Lan BBQ TV để cùng nhau chúng ta hoàn thiện bản thân và hoàn thiện cuộc sống của mình, cùng nhau chúng ta thành công. Ok, vậy thì những cái kẻ độc hại này là những ai, là như thế nào? Thứ nhất, đó là người mang cái tính, cái tôi quá lớn. Người này tiếng Anh gọi là egoistic, tức là cái gì cũng mình, rất là ngạo mạn, muốn hơn người khác, luôn luôn chỉ nói về mình, quan tâm về mình. Thì tôi gọi cái đó là người chỉ có mình là trên hết. Cái này mang tính độc hại. Ok. Và cái người này đó không muốn người ta hơn mình, chỉ tìm mọi cách là dìm hàng cho những người chung quanh thấp xuống, nhỏ hơn, dở hơn mình, để mình được nâng cao lên. Thì khi bạn gần người này, bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều những cái đổ vỡ, những cái bị thiếu động lực, bị tụt mút. Vì người ta không có cho mình cơ hội tỏa sáng, người ta liên tục làm cho mình nhỏ hơn, yếu hơn, hèn hơn, dở hơn. Thì không cần phải ở gần những người này. Cái số 1 là người cái tôi quá lớn. Và cái số 2 đó là người hay ganh tị. Người hay ganh tị, hay ganh ghét. Người mà thích thi đua thì rất là tốt, nhưng mà người hay ganh tị, ghen tuông thì cũng rất là độc hại. Đó là cũng là sao? Không muốn ai hơn mình, hoặc là ai hơn mình thì cảm thấy rất là đau khổ, rất là buồn phiền. Thì cái điều này cũng độc hại cho bản thân người đó, và độc hại đối với những người đồng hành và gần người đó. Bởi vì sao? Mình sẽ không có dịp phát triển, người ta ganh mình, người ta sẽ không bao giờ giúp đỡ mình, và có thể người ta còn hãm hại mình nữa. Cho nên cái độc hại thứ hai là người ganh tị. Cái thứ ba đó là loại người giả dối. Giả dối làm sao các bạn? Tức là tỏ ra rất là tử tế nhưng thật sự không tử tế tí nào cả. Họ giả bộ tử tế để mình nghĩ họ tử tế, chứ không phải họ tử tế vì cái trái tim của họ muốn trao tặng, muốn chia sẻ, giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện. Người giả dối này giả bộ tử tế, hoặc là tử tế với những người mà họ thấy họ trục lợi được, họ có thể là họ lợi dụng được, họ có thể được cái lời gì của người khác. Thì tôi đã gọi đây là người giả dối. Và tới khi mà mình cần họ thì họ biến mất, họ bận, họ không có khả năng, và họ biến mất ra khỏi cuộc đời của mình. Nhưng mà khi mình thành công, mình giàu sang, mình nổi tiếng, mình có cái gì đó, thì họ sẽ đến, họ làm bạn của mình. Thì những người này
cũng là những người độc hại. Và kế tiếp tôi có một cái từ tiếng Anh rất là hay. Các bạn thấy tiếng Anh có cái từ là progress, là người tiến bộ, là mình tiến bộ đi lên phía trước, đúng không các bạn? Và cái từ mà tiến bộ là progress, và cái từ mà đối nghĩa với nó là retrogress. Retrogress, cái từ gì mà retro là ngược lại, đi ngược hướng lại với cái từ kia. Thì retrogress, thì tính từ là retrogressive, là phản nghĩa của progressive. Progress, mình tiến bộ, mình đi lên. Còn người này thì muốn kéo mình đi xuống, không muốn mình tiến bộ, kềm hãm mình, đẩy lùi mình bằng rất nhiều những cái hành vi và lời nói và suy nghĩ. Và các bạn biết vì sao không? Vì họ muốn mình giống họ. Thí dụ như họ thất bại, họ không thành công trong cuộc sống, thì họ nói để làm sao mình cũng thất bại, mình không thành công giống họ, và kéo lùi mình lại để mình sợ, mình không dám làm, không dám dấn thân. Thì tôi gọi cái đó cũng rất là độc hại. Và cái số 5 đó là người hay chỉ trích, hay phê bình, hay chỉ trích người khác. Mình phản hồi rất là tốt. Ai làm điều gì đó chưa tốt, chưa giỏi, mình phản hồi một cách xây dựng, giúp cho người ta tốt hơn, giúp cho người ta đừng làm sai nữa, rất là tốt. Và chỉ có những người chân thật yêu thương mình mới cho mình những cái lời chia sẻ chân thật như vậy. Nhưng cái người chỉ trích, nhưng mà cái người chỉ trích là khác, là người nói ra những cái lời không giúp cho mình tiến bộ. Mình không biết cái lỗi sai của mình là gì, nhưng chỉ làm cho mình đau khổ, làm cho mình tổn thương, làm cho mình mất tự tin, làm cho mình bại hoại những cái khí chất của mình, không muốn làm gì cả, mình sợ quá. Thì đây là những người tôi gọi là chỉ trích. Các bạn nhớ, người yêu thương mình thì sẽ nói với mình sự thật và xây dựng mình. Còn người chỉ trích, phê bình là những người nói ra để mình tan nát, để mình mất hoàn toàn nhuệ khí và cái lượng lòng tự tin. Đây cũng là một cái sự rất là độc hại, người độc hại mà bạn cũng nên tránh. Và kế tiếp đó là người gọi là controller, quá điều khiển, chỉ muốn thống trị người khác, chỉ muốn theo ý mình, chỉ muốn theo cái tình ý của mình, thì đây cũng mang tính độc hại. Tôi thật sự thì các bạn nghe nói đến đây, các bạn sẽ thấy đâu đó trong cuộc sống của mình có những người chung quanh, có thể là trong gia đình, có thể là chồng mình, vợ mình, hoặc là mẹ mình hay ai đó thích thống trị mình, thích điều khiển mình. Cái này có thể là họ không có ý xấu, họ nghĩ rằng họ yêu thương mình, nhưng mà thật sự đó là vì họ muốn điều khiển, thống trị mình. Thí dụ như họ muốn là tất cả phải theo ý họ, họ không muốn mình có quyền lực, họ không muốn mình có tiếng nói, họ không muốn mình có sự chọn lựa. Thì cái đó là xấu, cái đó là độc hại. Nhưng nếu mà người ta làm điều tốt, người ta muốn điều khiển đi theo cái hướng đúng đắn thì ok. Nhưng có những người ở đây tôi nói là sao? Họ muốn lấy hết cái quyền lực của mình, họ muốn lấy hết cái lòng tự tin của mình, họ muốn lấy hết cái quyền năng của mình để họ thống trị được mình, họ điều khiển mình. Bởi vì mình yếu hèn, mình không có tiền, mình không có sức lực và mình phải đi theo họ. Thì cái đó là xấu, và cái đó là một cái sự độc hại. Độc hại cho mối quan hệ, độc hại cho gia đình, và độc hại cho cả đôi bên. Điều này rất là không tốt. Và kế tiếp đó là kẻ dối trá. Dối trá, nói láo quá nhiều thành một cái thói quen. Tôi đã từng có mối quan hệ với người dối trá, và tôi rất là hiểu cái sự dối trá nó có nhiều nghĩa. Có thể có những cái lời nói dối, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là white lie, tức là mình nói dối nhưng không đem đến thiệt hại cho ai hết, bởi vì lúc đó mình không muốn làm tổn thương người ta. Thí dụ vợ mình nấu một món ăn, và vợ mình 2 tiếng đồng hồ trong bếp, và mình ăn mình không có, nó không có ngon, thì mình không thể nào mình trời sao mà dở gì mà dở dữ vậy. Mình sẽ nói láo một tí, đúng không các bạn? Mình sẽ nói là cũng ngon, cảm ơn cái nỗ lực của em, cũng khá là ngon. Thí dụ như vậy là cũng tạm được, chứ mình không có chê dở ơi là dở, mặc dù nó rất là dở. Thì cái đó thì ổn, thì ok, vì cái lời nói láo đó nó không có hại đến ai. Nhưng mà cái sự dối trá, cái sự thật mà nói hoàn toàn khác,
và bịa đặt thêm câu chuyện và lường gạt người khác, hoặc là bóp méo sự thật, những cái điều mà để mà trục lợi mà hại người khác, thì cái đó vô cùng độc hại, vô cùng độc hại. Nó sẽ gây đến rất nhiều hệ lụy, mất đi uy tín của người đó, mất đi uy tín của mình ở gần, và thúc đẩy mình chỉ nghe những cái sự dối trá đó, làm những cái điều đó, là bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Đây là một cái điều độc hại. Và kế tiếp, một cái độc hại khác, đó là ngồi lê đôi mắt. Ngồi lê đôi mắt các bạn. Ở đây, cái sự ngồi lê đôi mắt này, có nhiều người nghĩ rằng là nó không có hại ai hết, mình bịa ra một cái câu chuyện đi đó làm trò vui. Nhưng mà cái vấn đề đây nè, những cái người mà hay ngồi lê đôi mắt, nói xấu người khác, bịa chuyện đó, là những người có một cái khao khát muốn người ta quan tâm tới mình, nhưng mà không biết làm sao. Thế là tự tạo ra những cái trouble, những cái vấn đề, những cái câu chuyện ngồi lê đôi mắt để người ta nghe, người ta thích. Tại vì khi cái gì mà nó rất là tạo cái cảm xúc dâng trào, mọi người rất là thích. Và người này tạo ra để người ta tập trung đến mình, tạo ra những cái mâu thuẫn, tạo ra những cái scandal, tạo ra những cái câu chuyện mách lẻo, hại uy tín người khác, ví dụ như vậy, để bản thân mình được người khác quan tâm. Thì khi mà bạn ở gần, bạn quan hệ với người này nhiều, chắc các bạn đã biết câu trả lời rồi. Rất độc hại cho bản thân mình, đem đến rất nhiều cái phiền lụy. Và kế tiếp là tôi nói cái kẻ này là kẻ ăn bám hay là rút rỉa. Tức là kẻ này họ sẽ bám theo mình, họ rút dần những, không những là tài sản, không những là nhuệ khí, không những là ý chí của mình. Họ đi theo, họ bám, họ rút rỉa mình cho tới khi mình cạn kiệt, mình kiệt sức, kiệt quệ thì thôi. Các bạn có bao giờ sống cùng hoặc quen hoặc là có những người bạn như vậy không các bạn? Đơn giản một chuyện thôi các bạn. Thí dụ như bạn có một người bạn, cái người đó suốt ngày khi mà người đó đang vui, cái này tôi đang nói chuyện sự thật đây nha, một ví dụ thật luôn á. Khi mà người đó đang có những mối tình vui vẻ, hạnh phúc, không bao giờ gọi đến mình, không bao giờ hỏi thăm mình, không bao giờ chia sẻ với mình cái gì, biến mất tiêu. Nhưng khi người đó thất tình, khi người đó thất bại trong cuộc sống, khi người đó bị bồ đá, khi người đó bị cái gì đó, bị nợ nần, thiếu thốn tiền, thì người đó gọi tới mình, gọi than thở trách móc, than vãn hết giờ đồng hồ này tới giờ đồ kia, mình khuyên nhủ, mình giúp đỡ, không chịu nghe, lại trouble, lại gọi mình, lại than thở mất thời gian của mình, bắt mình nghe những cái chuyện trời ơi đất hỡi, trên trời dưới đất. Rồi chưa kể là nghe không là một chuyện, rồi có thể là mượn tiền mượn bạc của mình để giải quyết những cái mớ bồng bông của riêng tư, vân vân và vân vân. Thì tôi gọi những cái kẻ này là kẻ rút rỉa. Có thể là rút rỉa thời gian của bạn, rút rỉa nhuệ khí của bạn, rút rỉa tài sản của bạn, tiền bạc của bạn, tùy theo. Nhưng đây là những cái người bạn nên tránh xa. Họ lấy đi nhuệ khí, nhuệ khí, sức lực và thời gian của bạn. Và những cái đó rất là quý, mình dùng nó để tạo giá trị, gần những người yêu thương, những người tích cực, những người có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Và kế tiếp, đó là kẻ hay trách người khác, đổ lỗi cho người khác. Lúc nào mình cũng là nạn nhân, bất kỳ chuyện gì xảy ra là lỗi của ông trời, lỗi của người này, lỗi của người kia, lỗi của người nọ. Và họ luôn luôn là nạn nhân của tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, của ngoại cảnh, của người xấu, của trời mưa, của trời nắng, của tất cả mọi thứ. Và đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ một người, đó là bản thân mình. Thì đây cũng là một người rất là độc hại. Độc hại cho người chúng ta ở gần, những người đó chúng ta nghe đầy cái lỗ tai, chúng ta không có làm được một cái việc gì, và mình có muốn giúp người đó, họ cũng không nghe mình. Vì sao? Tại vì lỗi tất cả mọi người, họ không nhận trách nhiệm. Họ không nhận trách nhiệm mà chỉ luôn đổ lỗi cho người khác. Thì điều này cũng rất là độc hại. Và cái cuối cùng, đó là người bully, tức là ăn hiếp người khác. Tức là cái kẻ mà thích đè người khác, chà đạp người khác, coi như là gì các bạn, nịnh người có quyền thế, có tiền bạc, có chức phận hơn, nhưng mà đè bạc những người nhỏ hơn, yếm thế hơn,
trong trường học chúng ta cũng thấy có những cái kẻ là đi ăn hiếp bạn bè, dùng sức mạnh của mình để ăn hiếp bạn bè. Trong cuộc sống chúng ta cũng thấy trong những mối quan hệ, trong gia đình cũng có, trong bạn bè cũng có những kẻ cảm thấy là mình có quyền ăn hiếp, bắt nạt, đè bẹp người khác. Thì đó là kẻ chúng ta cũng cần phải tránh xa. Đây là 11 cái con người mà độc hại. Mà nếu như các bạn nào lỡ nghe cái video này và cảm thấy ô, tôi thấy tôi là kẻ độc hại như vậy, không sao hết. Chúng ta là con người, vì rất nhiều lý do, vì hoàn cảnh, vì gia đình, vì cuộc đời, vì giáo dục, vì những cái trải nghiệm trong cuộc sống, nó hình thành nên một số, có thể là những cái điều tiêu cực, những cái hành vi tiêu cực cho con người mình. Thì đây là cái lúc mình nhận định ra, ô, cái này rất là tiêu cực, và các bạn hãy bỏ những cái điều đó. Và video sau, tôi xin chia sẻ với các bạn cách chúng ta bỏ nó như thế nào, cũng như cách chúng ta tách rời. Nếu như bạn nào ở gần những người đó, cách chúng ta tách rời ra làm sao để mà chúng ta không bị những cái độc hại nó ảnh hưởng đến mình. Còn cũng là video sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà nếu như mình cảm thấy mình có một cái phần nào ở trong đó, ở những cái cấp độ khác nhau, hơi độc hại, hơi bắt đầu chớm độc hại, hoặc là rất độc hại, và các bạn muốn bỏ nó đi, thì tôi sẽ chia sẻ ở video sau, các bạn hãy đón xem. Hôm nay là với cái thời lượng này chúng ta sẽ nói về cách mình nhận ra những cái yếu tố độc hại, những con người độc hại như vậy. Chúc các bạn thật là nhiều thành công, hoàn thiện bản thân, và đừng quên đăng ký vào Lan Vương QTV này và chia sẻ video này để trí tuệ lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa. Xin chào các bạn và xin cảm ơn. Bye. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.